Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Hôm nay chúng ta sẽ học môn khoa học lớp 5, bộ sách chân trời sáng tạo. Bài 18, Vi khuẩn quanh ta. Trong bài học này, em sẽ tìm hiểu hình dạng, kích thước và nơi sống của vi khuẩn. Phần đầu tiên của bài học là phần khởi động. Câu hỏi khởi động trang 66 sách giáo khoa khoa học 5. Vì sao em cần rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh? Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh giúp duy trì sức khỏe cá nhân và ngăn ngừa vi khuẩn và các bệnh truyền nhiễm. Phần đầu tiên của bài học là phần 1. Hình dạng và kích thước của vi khuẩn. Câu hỏi khám phá trang 66 sách giáo khoa khoa học 5, quan sát hình, đọc thông tin dưới đây và cho biết vi khuẩn có hình dạng, kích thước như thế nào? quan sát hình một và đọc thông tin. Vi khuẩn rất nhỏ bé, không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy vi khuẩn khi quan sát dưới kính hiển vi. Dưới kính hiển vi thì vi khuẩn có hình cầu, hình xoắn, hình que. Sau khi đọc thông tin trong bài, các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời, vi khuẩn có hình dạng, hình cầu, hình xoắn, hình que. Kích thước vô cùng nhỏ bé, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phần tiếp theo của bài học là phần 2, nơi sống của vi khuẩn. Câu hỏi khám phá trang 66 sách giáo khoa khoa học 5, quan sát hình, đọc thông tin dưới đây và cho biết nơi sống của vi khuẩn. Quan sát hình 2, 3 4 5 6 và đọc thông tin ta biết, vi khuẩn sống ở khắp nơi xung quanh chúng ta. Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Vi khuẩn sống ở khắp mọi nơi trên trái đất như trong không khí, đất, nước, cơ thể người, thực vật và động vật. Phần tiếp theo của bài học là phần câu hỏi luyện tập trang 67 sách giáo khoa khoa học 5 cùng sáng tạo. Chuẩn bị, đất nặng các màu, bản học sinh hoặc bìa các tông. Thực hiện, dùng đất nặng tạo hình các vi khuẩn. Giới thiệu sản phẩm. Chia sẻ về hình dạng, kích thước, nơi sống của vi khuẩn. Các em có 30 giây để thực hiện, 30 giây bắt đầu. Các em đã làm xong bài thực hành của mình chưa? Và đây là hình dạng của vi khuẩn các em có thể tạo hình theo mẫu. Hình dạng của vi khuẩn Vi khuẩn có rất nhiều hình dạng khác nhau, nhưng chủ yếu được chia thành 3 nhóm chính. Cầu khuẩn có hình cầu, như những quả bóng nhỏ. Ví dụ, vi khuẩn gây viêm phổi. Trực khuẩn có hình que, giống như những chiếc đũa. Ví dụ, vi khuẩn gây bệnh lao. Xoắn khuẩn có hình xoắn ốc, giống như những chiếc lò soi nhỏ ví dụ vi khuẩn gây bệnh gian mai ngoài ra còn có nhiều hình dạng khác nữa như hình dấu phẩy hình sợi kích thước của vi khuẩn vi khuẩn rất nhỏ chỉ có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi nơi sống của vi khuẩn vi khuẩn có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau vì vậy chúng có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất trong đất trong nước trong không khí trên cơ thể sinh vật một số ví dụ về nơi sống của vi khuẩn. Trong thực phẩm, vi khuẩn có thể làm thức ăn bị ôi thiêu, nhưng cũng có những loại vi khuẩn có lợi, được sử dụng để lên men thực phẩm như sữa chua, dưa cải. Trong cơ thể người, một số vi khuẩn gây bệnh, nhưng cũng có nhiều loại vi khuẩn có lợi, giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn và bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn gây hại. Phần tiếp theo của bài học là phần câu hỏi vận dụng trang 67 sách giáo khoa khoa học 5 cùng thảo luận tìm hiểu về hình dạng, kích thước, nơi sống của vi khuẩn qua sách, báo, Internet và chia sẻ với bạn. Vì sao chúng ta phải thường xuyên vệ sinh cá nhân như rửa tay, chải răng? Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau như hình que, hình xoắn và hình cầu. Vi khuẩn có kích thước rất nhỏ, chỉ có thể quan sát được dưới kính hiển vi. Chúng ta phải thường xuyên vệ sinh cá nhân như rửa tay, chải răng. Vì rửa tay, chải răng và các hoạt động vệ sinh khác giúp loại bỏ vi khuẩn và virus từ cơ thể và từ môi trường xung quanh, giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm như cúm, cảm lạnh viêm họng, viêm ruột và nhiều bệnh khác. Sau bài học này ta rút ra kết luận, vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau như hình que, hình xoắn và hình cầu. Vi khuẩn có kích thước rất nhỏ, chỉ có thể quan sát được dưới kính hiển vi. Vi khuẩn sống ở khắp mọi nơi trên trái đất như trong không khí, đất, nước, cơ thể người, thực vật và động vật. Em tìm hiểu thêm, vi khuẩn có kích thước từ 5 phần 10.000 đến 100 phần 10.000 mm. Vi khuẩn nhỏ bé tới mức trên một cái đinh ghim có thể có hàng nghìn vi khuẩn. Vi khuẩn có ở nhiều cơ quan của cơ thể. Số lượng vi khuẩn trong cơ quan tiêu hóa ước tính có tới 100.000 tỷ. Vi khuẩn có thể sống trong suối nước nóng và trong lòng đất sâu tới 32 mét. Nguồn, Bacteriology, tháng 10 năm 2020. Và bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại.